Mark One số 1 về Mark. What's up nha anh em, Tùng Chôn đây. Có thể nói MacBook chính là một trong những cái sản phẩm laptop được nhiều hãng làm phụ kiện nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video những phụ kiện không thể thiếu khi mà các bạn mua MacBook. Loại phụ kiện đầu tiên mà mình nghĩ các bạn cần phải mua luôn và ngay sau khi mua MacBook đó chính là túi chống sốc. Có thể nói túi chống sốc là một phụ kiện không thể thiếu đối với mọi dân chơi MacBook. Và đây là thứ mà các bạn cần phải mua đầu tiên. Đơn giản là bởi vì đây là một cái phụ kiện bảo vệ toàn diện cho chiếc MacBook của các bạn. Như các bạn cũng biết thì tất cả các dòng MacBook hiện nay đều được làm bằng nhôm. Chính vậy là khi mà đã rơi ấy, thì chắc chắn là cái chiếc MacBook của bạn sẽ có những cái vết móp và nó sẽ gây mất thẩm mỹ cho chiếc máy của các bạn. Chưa kể đến việc nếu bạn chẳng may rơi chiếc máy của chúng ta quá mạnh thì sẽ làm ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong. Túi chống sốc sẽ giúp cho chiếc MacBook của bạn an toàn hơn khỏi những cái cú va chạm đó. Không chỉ có tác dụng bảo vệ mà túi chống sốc còn là một trong những cái phụ kiện thời trang. Và túi chống sốc thì sẽ có rất là nhiều chất liệu cho chúng ta có thể lựa chọn như là vải, da hay là jean. Chính vậy túi chống sốc cho MacBook cũng có khá là nhiều mức giá, từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu. Và mình khuyên là anh em đừng tiếc vài trăm nghìn để có thể bảo vệ được toàn diện cho cái chiếc MacBook của chúng ta nhé. Và cái phụ kiện thứ hai mà các bạn cần phải mua ngay sau khi mua MacBook đó chính là dán màn hình. Nói đến đây thì chắc hẳn nhiều bạn sẽ nói là màn hình của MacBook nó đang đẹp mà có cảm ứng như smartphone đâu, cần gì phải dán màn hình cho nó phức tạp ra, nó chả xước được đâu mà. Theo mình thì cái nhận định trên của một vài bạn có một phần đúng, tuy nhiên nó cũng có một phần sai. Màn hình của các dòng MacBook không phải sử dụng kính cường lực chống xước giống như là ở trên smartphone, nên nó sẽ dễ bị xước hơn rất là nhiều so với lại ở trên smartphone, dù là khi chúng ta tác động nhẹ. Tất nhiên là màn hình của MacBook nếu mà không bị tác động thì sẽ không xước, nhưng các bạn dùng laptop thì chắc hẳn là cũng đã ít nhiều gặp cái tình huống đó, chính là người đồng nghiệp cũng như là người bạn của các bạn dùng ngón tay để chỉ vào màn hình của các bạn. Và khi mà chúng ta đưa ngón tay chỉ vào màn hình thì nó thực sự rất dễ bị xước. Và lúc mà màn hình đã bị xước rồi thì thực sự rất xót, bởi vì là MacBook không hề rẻ, cũng như là cái chi phí thay màn hình là cực kỳ lớn. Chính vậy là mình khuyên các bạn nên dán màn hình và nên dán loại xịn, bởi vì nếu các bạn dán màn hình giá rẻ thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị của màn hình. Và giá của các loại dán màn hình cho MacBook cũng chỉ dao động trong cỡ khoảng tầm là vài trăm nghìn tùy loại. Và nhóm phụ kiện thứ ba mà các bạn cần phải mua, đặc biệt là các bạn dùng chiếc MacBook cho cái vấn đề công việc cũng như văn phòng, đó chính là các cổng truyền. Dùng MacBook phải khẳng định với các bạn là rất là sướng, nhưng mà đôi khi trong một vài trường hợp các bạn sẽ cần phải xài một vài các cái cổng kết nối mà MacBook đã loại bỏ, như là cổng VGA đối với lại đời MacBook 2015 đổ về trước, và các cái cổng USB-A, Thunderbolt, HDMI vân vân và mây mây ở trên những cái thiết bị ở MacBook 12 inch cũng như là MacBook Pro 2016 và 2017 đã chỉ còn cổng USB Type-C. Và lúc này thì các bạn sẽ cần phải tìm đến các cái giải pháp cổng chuyển, và Apple có bán các cái cổng chuyển như thế này nhưng mà giá khá là cao. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm đến các cái cổng chuyển của các cái hãng làm phụ kiện cho MacBook khác, giá cũng tương đối là dễ chịu, khoảng tầm là vài trăm nghìn mà thôi, tùy loại. Và đối với lại các cái cổng chuyển, nếu như bạn không có các cái nhu cầu về công việc quá là đặc biệt thì các bạn cũng không cần phải mua làm gì cả. Đối với lại MacBook từ đời 2012 trở đi cũng như là những cái sản phẩm thuộc series MacBook Air thì chúng ta đã có ổ cứng thể rắn SSD có cái tốc độ truyền tải dữ liệu là cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, nhược điểm của cái loại ổ cứng này thường là đắt, cũng như là cái dung lượng của nó không cao so với lại các cái ổ cứng HDD truyền thống. Và ví dụ các bạn mua một cái sản phẩm MacBook Pro Retina 13 inch bản 128GB thì nó sẽ có mức giá rẻ hơn so với lại cái bản 256GB cỡ khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu. Như vậy 2 triệu để đổi lấy 128GB SSD thì thực sự đối với lại những cái bạn yêu cầu một cái khả năng lưu trữ dữ liệu lớn như là lưu trữ phim ảnh hoặc là làm đồ họa, lưu trữ những cái data dữ liệu, thì rõ ràng cái giải pháp nâng cấp về SSD là nó không kinh tế bằng so với lại ổ cứng HDD. Và với một cái mức giá khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thì các bạn đã có thể mua những cái ổ cứng di động có dung lượng là 1TB HDD. Đối với lại MacBook thì một số dòng có tùy chọn nâng cấp ổ cứng SSD lên tới là 1TB. Tuy nhiên cái giải pháp này tương đối là đắt. Và theo như mình, nếu như bạn nào mà không cần tốc độ mà cần ưu tiên đến cái việc là không gian lưu trữ thì các bạn có thể để ý đến ổ cứng di động, bởi vì nó có mức giá rẻ hơn rất là nhiều. Phụ kiện thứ 5, và đây là một cái loại phụ kiện mình nghĩ là các bạn có thể mua hoặc là không mua. Nếu mà các bạn mua thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm ở MacBook là hoàn hảo hơn, đó chính là sạc. Vâng, và các bạn không nghe nhầm đâu, đó chính là sạc. Đối với lại một chiếc MacBook khi mà các bạn mua luôn luôn là kèm theo một bộ sạc. Tuy nhiên là đặc điểm của laptop đó chính là chúng ta thường phải di chuyển giữa công ty cũng như là gia đình. Nhiều khi mình đã gặp một cái trường hợp đó chính là một là quên sạc ở công ty và tối hôm đấy mình không có sạc để dùng, hai là mình để quên sạc ở nhà và lên công ty làm việc không có sạc.
Như vậy là chúng ta nên mua thêm một bộ sạc nữa để có thể là vừa dùng ở nhà mà vừa dùng ở công ty. Và một cái bộ sạc cho MacBook thì giá cũng đắt hơn so với lại những cái bộ sạc cho laptop Windows. Tuy nhiên nếu các bạn mua hàng Linux thì cái mức giá này nó sẽ rẻ hơn. Và như vậy là trong video này mình đã tổng hợp cho các bạn 5 loại phụ kiện mà các bạn cần phải mua cho cái chiếc MacBook của chúng ta. Và những bạn nào đang dùng MacBook mà còn xài những cái loại phụ kiện khác thì có thể comment ở dưới bên dưới giúp mình nhé. Còn đến đây thì video của mình xin được kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình cũng như ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!